Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai xin lại được chào toàn thể các bác. Hôm nay thì bu lông 2 trong 1 Hitachi bên em lại về một cái mẫu sản phẩm mà bên em đã bị cháy hàng một cái thời gian khá là dài. Cái mẫu Hitachi này là hàng Hitachi loại 1 nhá. Bên em đã cung cấp ra thị trường với cái số lượng rất là lớn, được tất cả các bác khách hàng đón nhận và phản hồi về chất lượng sản phẩm cực kỳ là ok. Cái mẫu model này thì nó trong thời gian qua nó bị cháy rất là lâu. Hôm nay thì hàng mới có quay trở lại, em sẽ làm cái đoạn video này để review và giới thiệu tới toàn thể các bác nhà mình. Em sẽ bán tri ân cho 10 bác khách hàng đầu tiên khi mà các bác cập nhật được cái video này của bên em. Các bác chốt đơn thì sẽ được tạo một cái phần quà rất là có giá trị. Bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc là 0989458200 các bác nhé. Là một trung tâm điện máy thì bên em nhận ship code xỉ lẻ trên toàn quốc về tất cả các dòng sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề. Khi mà các bác quan tâm những cái dòng sản phẩm đó thì các bác nhớ là cứ ấn đăng ký kênh của bên em và bật chuông thông báo lên thì đảm bảo sau này các bác sẽ mua được rất nhiều những cái dòng sản phẩm với cái giá hời và sẽ được miễn phí ship toàn quốc. Đặt hàng tại Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai thì các bác sẽ không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước. Các bác chỉ cần cung cấp cho em mã số thẳng, cái mã sản phẩm mà các bác muốn mua và đầy đủ thông tin địa chỉ số điện thoại là bên em sẽ gửi qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái và test máy thoải mái, cho nên là các bác cứ yên tâm. Thì đầy đủ cái chọn bộ sản phẩm của ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu chi tiết tới các bác nhà mình. Khi mà các bác đặt mua về nó sẽ có một cái hộp đựng bằng nhựa như này, hộp màu đen này, cực kỳ dày dặn, đẹp và chắc chắn. Thì em sẽ mở phía bên trong để cho các bác nhà mình được cùng tham khảo về đầy đủ chọn bộ sản phẩm này nhé. Sản phẩm này thì sẽ có bao gồm này, một thân máy này. Các bác sẽ có một thân máy nhé. Đấy, máy là đầu bu lông 2 trong 1, động cơ không chổi than. Một thân máy này, kèm theo là hai quả pin châu 10 cell như thế này. Đấy, hai quả pin châu 10 cell như nhau. Và đây là một cái sạc đi theo máy này, sạc bàn, sạc nhanh 3 chân. Phụ kiện đi kèm các bác sẽ có một khẩu mở bu lông 22 và một dây đeo máy. Đấy, thì máy này là chạy động cơ không chổi than thì em sẽ lắp một quả pin vào đây để cho các bác nhà mình được cùng tham khảo về cái tốc độ rồi nhé. Máy chạy rất là êm. Cái mẫu sản phẩm này là máy Hitachi, này là hàng Trung Quốc loại 1 các bác nhé. Đấy, hàng của bên em mẫu này là hàng loại 1, chạy cực kỳ là lành tính. Đây là cái thông số kỹ thuật này. Đấy, thông số kỹ thuật được gắn ở trên máy đây. Cái model này thì bên em bán ra rất là nhiều rồi nhưng mà chưa có một con nào bị quay đầu bảo hành luôn các bác. Chất lượng của nó quá là tốt, quá là tuyệt vời luôn. Đấy, chạy rất là êm và rất là lành tính các bác nhé. Máy chạy động cơ không chổi than cho nên là nó rất là tiết kiệm pin. Và các bác sẽ có thêm hai quả pin châu 10 cell đi theo cho nên là các bác sử dụng cái thời gian nó rất là dài, nó mới hết một quả pin nha các bác. Đây các bác có đảo chiều đây. Đấy. Và có đèn led soi sáng đầy đủ này. Và các bác sẽ có thể là điều tốc ở công tắc nhé. Bấm nhẹ là máy chạy chậm. Đấy, bấm công tắc càng sâu càng mạnh thì máy lại càng chạy nhanh. Và phía bên dưới này các bác sẽ điều chỉnh được hai nút chế độ. Đấy, đây là nút chậm này. Lên trên này là nút nhanh này. Đấy, các bác cứ điều chỉnh ở cái nút màu đỏ này nhé. Khi mà các bác đảo chiều máy qua. Đấy, nhiều bác sử dụng không quen thì là sẽ bảo là máy bị lỗi, bị hỏng. Đây nó có một cái ưu điểm rất là hay. Cái chức năng này này, các bác điều chỉnh cái nút đỏ khi xuất hiện cái đèn tròn ở đây. Đấy, các bác nhìn này, có cái đèn tròn ở phía góc này này, là máy nó sẽ chạy giật khục, chạy lại ngắt như thế này. Đây là cái chức năng để tránh bị đứt ốc nha các bác. Đấy, nhiều bác dùng không quen là các bác không biết điều chỉnh ở đây là các bác bảo máy lỗi là không phải nhá. Đấy, đây là cái ưu điểm rất là hay của cái con máy này. Các bác muốn chạy liên tục thì các bác chỉ cần điều chỉnh ở cái nút đỏ này cho tắt cái đèn tròn này đi. Đấy, thế là máy sẽ lại chạy liên tục luôn nha các bác. Rất là ok và tiện lợi luôn này. Đầu máy thì là đầu bu lông 2 trong 1, đầu đa lăng nha các bác. Đấy, các bác bắn bu lông thì các bác lắp khẩu bu lông 1/2 vào đây. Còn bắn vít thì nó sẽ có lỗ lục giác để cho các bác lắp vít trực tiếp vào đây. Bắn ốc vít vào mái tôn công trình thoải mái. Bu lông 2 trong 1 nhưng mà các bác sẽ có thể là ra vào bu lông ốc vít. Ngoài ra là các bác sử dụng thêm một cái mũi đa lăng mà chui lục giác cắm trực tiếp vào đây là các bác có thể là khoan tường, khoan đá, khoan gạch cũng được. Đây thì đối với một cái sản phẩm đầy đủ như thế này, một máy, hai pin, một sạc, một khẩu mỏ bu lông 22, một dây đeo máy và một hộp đựng máy, em sẽ gửi tới tay cho các bác chỉ với giá là 900.000 đồng miễn phí ship toàn quốc về tận nơi. Và đối với 10 bác khách hàng đầu tiên thì em sẽ tặng cho các bác một cái bộ khẩu 7 chiếc nhá,
khẩu chuôi lục giác dài chừng hơn 10 phân. Đấy, cái này nó sẽ từ có từ khẩu 5 này cho đến khẩu 12. Khẩu 7 là không có. 7 chiếc nhá. Trị giá là 130.000 bên em đang bán tại cửa hàng. Đấy, em sẽ lắp thử vào máy cho các bác xem. Cái này là chuôi lục giác, các bác cắm trực tiếp vào đây để bắt bu lông. Đấy, rất là ok và tiện nha các bác. Đấy. Chỉ với 10 bác khách hàng đầu tiên là sẽ được nhận cái phần quà trị giá 130.000 này của bên em. Chốt đơn với cái giá 900.000, bao phí vận chuyển về tận nơi và được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đến bác thứ 11 là sẽ không được nhận quà nữa. Cho nên là những bác nào đang có nhu cầu thì các bác hãy nhanh tay để lại số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại kia, thì đảm bảo là các bác sẽ mua được cái dòng sản phẩm này. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau.